Sáng nay, ngày 12 tháng 6, tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền diện Quảng Đức, số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam VNPost đã đến trao tặng mãi gửi thư miễn phí cho văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón tiếp đoàn các hòa thượng thích huệ thông phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng hai trung ương giáo hội cùng chư tôn đức văn phòng hai đại diện tổng công ty bưu điện việt nam có ông phan đức hùng thừa ủy quyền ông chu quang hào tổng giám đốc công ty bưu điện việt nam ông cao đình hạnh giám đốc data post ông trương văn trung giám đốc trung tâm data post cùng các thành viên công ty Tại đây, Hòa Thượng Thích Huệ Thông đã có những chia sẻ cũng như cảm ơn đến đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và post đã hỗ trợ trong công tác chuyển nhận các đơn từ, thư tín, fax. Hòa thượng đã thay mặt Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự, Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Chư tôn đức văn phòng 2 ghi nhận sự đóng góp tích cực của quý lãnh đạo công ty. Trong tương lai, Hòa thượng mong rằng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Phật giáo tại các tỉnh thành. Được biết, Datapost là sự kết hợp của các dịch vụ chuyên biệt sẽ giúp ích cho dân phòng trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam chuyển tải một số lượng lớn thông tin đến từng ban trị sự Phật giáo, các tỉnh thành, các tự viện, tăng ni trong cả nước bằng các hình thức phổ biến như thư giấy, post mail, thư điện tử, email và tin nhắn, brand name, SMS. Đáp lại những lời chia sẻ của Hòa Thượng, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã gửi lời chúc sức khỏe đến Chư Tôn Đức bằng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và mong rằng giáo hội sẽ ngày càng phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Đại diện giám đốc Datapost cũng bày tỏ hy vọng sẽ được đồng hành cũng như hỗ trợ giáo hội nhiều hơn trong tương lai. Cũng tại buổi lễ, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng Datapost đã trao tặng mã chuyển phát miễn phí trên toàn quốc và mã bảo mật cho văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.